Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt game Diablo, nói chung là tiếng Anh như này nhá. Mình không có nói tiếng Anh giỏi. Thì chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ tải cho mình có thể tải bản này để giải nén ra chơi hoặc là bản mod này. Thì đây là tùy thuộc các bạn tải bản nào cũng được. Sau đó thì các bạn phải tải cái này về nhá. Tải cái này và cái này hoặc là cái này và cái này đó. Sau khi các bạn tải xong thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình cài đặt. Ở đây mình đã tải rồi. Đây chính là cái game mình sẽ bật nó ra này. Chúng ta sẽ giải nén bằng viên giang, mình sẽ ấn vào viên giang và chúng ta ấn Phoenix nhé. Mình đã giải nén ra rồi. Đây chính là cái game. Thì nó như thế này thì chúng ta phải cần có thêm một cái nữa, đó là cái bản mod à, bản tốt. Đây thì các bạn tải về, mình cũng đã tải về rồi. Đây chính là cái tốt này, chúng ta cũng giải nén bằng viên giang. Sau đó thì các bạn copy cái tốt này, chúng ta sẽ paste vào này đó. Sau khi các bạn copy xong, chúng ta sẽ ấn vào và chúng ta sẽ chạy với bản quyền admin. Chúng ta ấn next này, ấn next này, ấn next. Sau đó chúng ta ấn intro để cài đặt. Mình tải cái phần mềm ở trang AI công nghệ nhé. Các bạn có thể lên trang AI công nghệ này bằng cách các bạn ấn vào Google và chúng ta sẽ điền tên game. Sau đó thì các bạn ấn vào cái dòng này, bên dưới là địa chỉ AI công nghệ. Đó thì các bạn có thể chọn cái bản mod cực chuẩn này để cài tải cái bản này. Rồi thì chúng quay trở lại, game đã được cài đặt xong, chúng ta ấn run, ấn finish. Như vậy là các bạn có thể thấy là đã được vào game rồi. Các bạn chỉ cần ấn chọn một cái đó. Thì cái game này mình không có biết chơi thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt đến bước này thôi, còn vào game thì tùy thuộc vào các bạn vào chơi thì các bạn ấn như thế nào mình cũng không có rõ các bước tiếp theo bởi vì mình không biết chơi game này. Rồi thì video mình chia sẻ đây thôi, nếu như các bạn thấy hay mà bổ ích thì like đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào.